Đúng 7 ngày tới, thần tài gọi tên 4 con giáp ngập trong biển vàng, đội vần đời đời, cực giàu cực đỏ. Quý vị thân mến, cuộc sống là một chuỗi ngày không ngừng nghỉ. Ai trong chúng ta cũng mong rằng mỗi ngày đều tràn ngập những điều may mắn và công việc sẽ luôn thuận lợi. Dù không thể giàu có ngay lập tức, nhưng chúng ta đều hy vọng rằng cuộc sống khó khăn hiện tại sẽ được cải thiện. Theo tử vi học, mỗi người mang trong mình một số mệnh riêng biệt, không phải ai được sinh ra trong điều kiện thuận lợi đầy đủ. Có những thành công phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực và hy sinh. Tuy nhiên, hiện tại các nhà khoa học tử vi phương Đông đã phát hiện ra rằng trong tuần tới, có 4 con giáp sẽ được gặp vận may lớn, có cơ hội thoát khỏi khó khăn và đổi đời thực sự. Những may mắn này không chỉ về công danh, tiền bạc mà còn trải rộng trong cả con đường tình duyên. Cuộc sống của họ sẽ phất lên như diều gặp gió, không chỉ trả sạch nợ nần mà còn trở thành những đại gia trong cuộc sống giàu sang phú quý. Hãy cùng tử vi cổ học tìm hiểu xem những con giáp nào sẽ đón nhận vận may này và tại sao họ lại may mắn đến như vậy. Chúc mừng tuổi Dần, may mắn ngập tràn trong tuần tới. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng cuộc sống là một chuyến đi dài đầy thử thách và cơ hội. Dù ai trong chúng ta cũng từng đối mặt với khó khăn, nhưng không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc may mắn và hạnh phúc lại là những điều quý giá nhất. Trong tuần tới đây, tuổi Dần sẽ là con giáp đầu tiên được đón nhận những may mắn và vận trình hạnh phúc tràn đầy. Cuộc sống của người tuổi Dần sẽ chứng kiến những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt ở nhiều phương diện. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bạn sẽ có cơ hội khẳng định vị thế của mình trong công việc. Điều này không chỉ giúp bạn thể hiện bản thân mà còn khiến nhiều người xung quanh, kể cả cấp trên, phải ngạc nhiên. Sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến đáng kể khi bạn được giao những nhiệm vụ trọng đại, giúp thăng tiến nhanh chóng. Phương diện tài lộc của bạn cũng cực kỳ rạng rỡ vào thời điểm cuối tuần. Những ai đang làm công ăn lương sẽ thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. Với những khoản tiền lương, tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án làm ăn kinh doanh, sẽ thấy tiền bạc đổ về từ việc mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác. Đây là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng của bạn đã được đền đáp. Đối với những người đang đầu tư, tuần này mang đến những cơ hội tuyệt vời. Bạn sẽ tìm được những mối đầu tư phù hợp, giúp tiền bạc sinh lời một cách đáng kể. Đừng ngần ngại thử sức với những ý tưởng mới, vì vận may đang mỉm cười với bạn. Những thay đổi không chỉ xuất hiện trong công việc và tài chính mà còn trải rộng đến cả phương diện tình cảm. Tôi dần sẽ thấy mối quan hệ của mình trở nên thuận lợi và tình cảm đôi lứa sẽ nồng thắm hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy cùng nhau hâm nóng cảm xúc và ôn lại những kỷ niệm xưa. Hãy dành thời gian chất lượng bên nhau, chia sẻ và gia đình để tình cảm thêm gắn bó. Vận trình chi tiết cho từng tuổi Dần. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, được sao Thiên Đức phù về thăng quan tiến chức. Công việc của bạn sẽ có cơ hội khởi sắc, nhưng cần giữ vững lý trí, tránh hành động nóng nảy. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nhờ thiên tài chiếu mệnh, tài lộc dồi dào ngay từ đầu tuần. Cần cẩn trọng với kẻ tiểu nhân, giữ tâm trí tỉnh táo. Đối với tuổi Bính Dần sinh năm 1986, được sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh, công việc và tình cảm đều suôn sẻ. Đầu tuần là thời điểm kiếm tiền tốt, nhưng cuối tuần cần kiểm soát chi tiêu. Người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, vượng cát khí mang đến những khởi sắc rực rỡ. Đầu tuần tài khí vượng nhất, nhưng cuối tuần sẽ khó khăn hơn, cần nắm bắt cơ hội. Trong tuần mới, với hứa hẹn mang đến những cơ hội tuyệt vời cho người tuổi Dần, đây là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp và củng cố mối quan hệ tình cảm. Hãy tận dụng vận may này để bước lên những nấc thang mới trong cuộc sống. Chúng ta chỉ sống một lần, và cuộc đời này xứng đáng để chúng ta cố gắng và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Đừng ngần ngại đấu tranh cho ước mơ và luôn tin vào bản thân mình. Thành công chắc chắn sẽ đến với bạn
nếu bạn biết nắm bắt cơ hội và vận dụng khả năng của mình một cách hợp lý. Xin chúc mừng con giáp tiếp theo, người tuổi Thìn, vận may rực rỡ trong tuần tới. Cuộc sống không ngừng mang đến cho chúng ta những thử thách và cơ hội. Chính ở những thời điểm như vậy, bạn có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất. Trong tuần tới, người tuổi Thìn sẽ nhận được một loạt các sự kiện may mắn và cơ hội tuyệt vời. Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về những may mắn và thịnh vượng đang chờ đợi người tuổi Thìn trong tuần này. Trong tuần tới, công việc của người tuổi Thìn sẽ phát triển vượt bậc. Bạn sẽ cảm nhận được năng lượng và động lực tăng cao, cho phép bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự nỗ lực và sáng tạo của bạn không chỉ được ghi nhận mà còn được đền đáp một cách xứng đáng. Đây là cơ hội để bạn thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Có thể bạn sẽ nhận được cơ hội thăng tiến, được đề bạt lên vị trí cao hơn, hoặc đảm nhận những dự án quan trọng, từ đó mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp. Về phương diện tài chính, tuần này hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt đẹp. Tài lộc thăng hoa giúp bạn vượt qua những khó khăn về tài chính trong quá khứ và đạt được những kết quả cao hơn cả mong đợi. Những ai đang kinh doanh sẽ thấy lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ các dự án và khách hàng mới. Đây là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, vì khả năng cao chúng sẽ mang lại lợi nhuận rất tốt. Tình duyên của người tuổi Thìn trong tuần tới cũng rất thuận lợi. Nếu bạn đã có đối tác, đây là thời điểm để cả hai cùng nhau củng cố mối quan hệ, hiểu rõ hơn về nhau và cùng nhau xây dựng một tương lai ổn định và hạnh phúc. Nếu bạn vẫn đang độc thân, vận đào hoa sẽ giúp bạn gặp gỡ những người phù hợp, mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống tình cảm. Dù vận may đang báo hiệu những thuận lợi lớn, nhưng bạn cần phải kiểm soát, thu chi, cẩn thận tránh những rủi ro tài chính không cần thiết. Đừng để những cảm xúc phấn khích làm mất đi sự tỉnh táo khi quản lý tài chính cá nhân. Hãy lập kế hoạch chi tiêu chi tiết, đảm bảo rằng bạn luôn có một khoản tiền dự trữ để phòng tránh các tình huống khẩn cấp. Lời khuyên hữu ích dành cho bạn: hãy lập một kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp và tài chính cá nhân. Điều này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát và biết cách điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. Nếu bạn đang xem xét việc đầu tư, hãy chắc chắn nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn những lĩnh vực bạn có kiến thức và đam mê, tránh đầu tư vào những lĩnh vực bạn chưa hiểu rõ để giảm rủi ro. Thành công và vận may sẽ đến với những ai biết giữ tâm lý ổn định, cân bằng và lạc quan. Đừng để những khó khăn tạm thời làm bạn mất niềm tin vào bản thân và tương lai. Tuần tới sẽ là thời điểm cực kỳ rực rỡ với người tuổi Thìn. Công việc phát triển mạnh mẽ, tài lộc thăng hoa và tình duyên thì viên mãn. Đây chính là lúc để bạn tận dụng cơ hội và tiến xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Hãy luôn kiểm soát, thu chi cẩn thận và tối ưu hóa tài chính một cách thông minh để đạt được sự thịnh vượng bền vững. Chuẩn bị tinh thần đón nhận những thay đổi tích cực, vận dụng khả năng quản lý và lãnh đạo một cách linh hoạt nhất, tạo cho nên thành công cho bản thân. Tuổi Thìn thân mến, chúc bạn một tuần đầy may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Tiếp theo, xin chúc mừng người tuổi Sửu. Cuối tuần này, vận may sẽ xuất hiện liên tục với người tuổi Sửu, mang đến một chuỗi ngày đầy triển vọng và cơ hội. Bạn sẽ nhận thấy công việc của mình thăng tiến đột phá, mở ra những cánh cửa mới mà trước đây từng là trở ngại. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh sự nghiệp, phát huy tối đa năng lực và tỏa sáng trong công việc. Những nỗ lực và cống hiến không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, không chỉ bằng lời khen ngợi mà còn bằng những cơ hội thăng chức hoặc nhận thêm các dự án quan trọng. Bên cạnh sự thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc của bạn cũng sẽ dồi dào, tiền bạc sẽ đến một cách rủng rỉnh từ những dự án kinh doanh thành công hay từ những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời. Hãy tận dụng mọi cơ hội để gia tăng thu nhập và củng cố lên tài chính của mình. Đừng ngần ngại mở rộng mạng lưới quan hệ, gặp gỡ đối tác tiềm năng và tìm kiếm những cơ hội mới để đầu tư. Sự khôn ngoan trong quản lý tài chính sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không cần thiết
và tối ưu hóa lợi nhuận một cách hiệu quả. Không chỉ công việc và tài lộc, tình cảm của người tuổi Sửu cũng sẽ viên mãn trong tuần này. Nếu bạn đã có đôi, đây là thời điểm để tình cảm của cả hai càng thêm gắn bó sâu sắc. Hãy dành thời gian chất lượng bên người thương, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ và thấu hiểu nhau hơn. Nếu bạn còn độc thân, vần đầu hoa sẽ giúp bạn gặp gỡ những đối tượng tiềm năng, mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống tình cảm. Đừng ngần ngại dành thời gian cho bản thân và thể hiện bản thân một cách tự tin, đầy cuốn hút. Cuộc đời không hề dễ dàng, nhưng sự phức tạp của nó là do cách chúng ta suy nghĩ và đối diện với những thử thách này. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực, sống một cách đúng đắn, an nhiên tự tại, cuộc sống ắt sẽ mang lại phúc bền lâu. Đôi khi, hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ người khác, mà chính bản thân bạn có thể tạo ra hạnh phúc cho mình. Hãy ăn những món ăn mình thích, đi đến những nơi mình muốn và sống cuộc đời thật an nhiên tự tại. Tuần này, hãy sử dụng vận may để tạo nên bước ngoặt cho cuộc sống của bạn, đón nhận thành công và hạnh phúc đang chờ đợi phía trước với một tâm thế sẵn sàng và mạnh mẽ. Đừng để những khoảnh khắc quý giá trôi qua một cách lãng phí và hãy biến chúng thành những nền móng vững chắc cho tương lai. Người tuổi Sửu thân mến, cuộc đời luôn đầy rẫy những thăng trầm, nhưng nếu biết tận dụng và chuyển hóa những cơ hội, bạn sẽ vượt qua mọi thách thức và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Chúc bạn một tuần đầy may mắn, thành công và viên mãn. Hãy tự tin bước chân và nắm bắt cơ hội tuyệt vời đang chờ đợi phía trước. Hãy tin vào bản thân và không gì là không thể. Cuối cùng, xin chúc mừng người tuổi Mão. Người tuổi Mão tuần này sẽ là một tuần đầy hứa hẹn và may mắn với nhiều thuận lợi và cơ hội mới. Ngay từ đầu tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự suôn sẻ trong công việc. Các dự án và công việc mà bạn bắt tay vào đều có khả năng thành công cao, mang lại cho bạn những thành quả đáng kể. Những ngày đầu tuần chính là thời điểm vàng để bạn triển khai các kế hoạch và mục tiêu của mình. Cơ hội mà bạn hằng mong ước có thể sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Điều quan trọng là bạn phải luôn sẵn sàng và cảnh giác để nắm bắt chúng. Đừng bỏ lỡ bất kỳ dịp nào để tạo ra những bước ngoặt. Hãy tin tưởng vào khả năng và ý chí của mình. Thành công ngoài dự đoán đang chờ đợi bạn nếu bạn biết cách tận dụng thời cơ này. Về phương diện tài lộc, tuần này bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ cát tinh, giúp bạn có thể phát tài từ các công việc chính và những may mắn. Nếu bạn luôn chăm chỉ, cố gắng thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. Một số người có thể giàu lên nhanh chóng nhờ trúng số hoặc được thừa kế tài sản. Nhưng điều quan trọng là bạn biết cách sử dụng đồng tiền một cách hợp lý. Hãy lập kế hoạch chi tiết và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào để tránh những rủi ro không cần thiết. Đặc biệt, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có những biến động tích cực vào thời điểm cuối tuần. Nếu bạn còn độc thân, đây là lúc để bạn dần bước ra khỏi thế giới riêng của mình và cho những người chân thành một cơ hội. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm một cách tự nhiên. Đừng ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu kết bạn để tạo ra những mối quan hệ mới. Với những người đã lập gia đình, tuần này giờ là thời điểm để bạn biết quan tâm hơn đến nửa kia. Dù công việc có bận rộn, hãy cố gắng dành thời gian giúp đỡ các công việc nhà và chia sẻ công việc hàng ngày với đối tác. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Điều này giúp gia tăng sự gắn kết và tình cảm giữa hai người. Hãy cùng nhau tạo khoảnh khắc đáng nhớ và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống, việc nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực và an nhiên tự tại là điều cực kỳ quan trọng. Cuộc đời không hề phức tạp, nhưng cách chúng ta suy nghĩ nó ảnh hưởng rất lớn đến hiện thực mà ta trải qua. Nếu bạn sống một cách đúng đắn và luôn lạc quan, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và niềm vui sẽ luôn hiện hữu. Tuần này, hãy sử dụng mọi vận may và cơ hội để tạo nên bước ngoặt cho cuộc sống của bạn. Đón nhận thành công và hạnh phúc đang chờ đợi phía trước với tâm thế tự tin và sẵn sàng. Đừng để bất cứ khoảnh khắc quý giá nào trôi qua một cách lãng phí. Hãy biến chúng thành những nền tảng vững chắc cho tương lai. Người tuổi Mão thân mến,
cuộc sống luôn đầy rẫy những cơ hội và thách thức. Điều quan trọng là biết tận dụng và chuyển hóa những cơ hội này thành hiện thực. Chúc bạn một tuần đầy may mắn, thành công và hạnh phúc. Hãy bước lên và nắm bắt những điều tuyệt vời đang chờ đợi bạn. Tin tưởng vào bản thân và không ngừng nỗ lực, bạn sẽ đạt được mọi điều mình mong muốn. Như vậy, cuộc sống luôn mang đến những cơ hội và thách thức đan xen. Định mệnh an bài bốn con giáp này gặp vận may lớn trong tuần tới. Hy vọng rằng thông qua những dự báo này, bạn có thể nhìn nhận và chấp lấy cơ hội để tiến xa hơn trong cuộc sống. Hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và quyết đoán, bởi thành công và hạnh phúc đang chờ đón bạn.